Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện được cả thế giới nhắc tới nhiều trong tuần qua chắc chắn đó là sự kiện quan trọng đang diễn ra tại thành phố Durban của Nam Phi. Hội nghị của Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu lần thứ 17 quy tụ sự có mặt của 194 đoàn đại biểu của các quốc gia với những cuộc đàm phán hết sức căng thẳng về chủ đề luôn nóng hàng đầu của thế giới, đó là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Năm nay có lẽ khác năm ngoái là người ta không còn nhắc tới áp lực đè nặng lên hội nghị hàng năm của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu nữa. Bởi bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới đang chi phối đời sống toàn cầu đã khiến người ta khó có thể hy vọng một điểm sáng trong vấn đề vốn đã bị bế tắc quá lâu. Không có nhiều hy vọng nhưng cuộc hẹn toàn cầu này vẫn diễn ra, bởi đây chí ít cũng là thời điểm quan trọng nhất trong năm để các quốc gia khẳng định vẫn có mặt trên cùng một trận tuyến chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cho dù trận tuyến đó vẫn đầy bất đồng và mâu thuẫn. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những khó khăn của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang diễn biến tới đâu, những giả thiết đưa ra về tương lai của Nghị định thư Kyoto và triển vọng cho thời kỳ cam kết mới. Việt Nam, một nước nhỏ và nằm trong số những nước bị tổn hại hàng đầu do tình trạng biến đổi khí hậu, đang có quan điểm như thế nào trong vấn đề này? Chương trình sẽ có sự tham gia, phân tích của phóng viên Đài truyền Việt Nam đang có mặt tại Durban, Nam Phi. Và vị khách mời tham gia ý kiến trong chương trình hôm nay sẽ là Phó trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị Durban, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trước hết thì chúng ta sẽ đến với một tuần của hội nghị Durban, nơi những ngày qua đã tập trung những nỗ lực lớn nhất của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đồng thời cũng thể hiện tiếp tục những mâu thuẫn gay gắt, khó khai thông giữa các nước phát triển và đang phát triển về trách nhiệm trước vấn đề phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Bài tổng hợp do nhóm phóng viên Đài truyền Việt Nam vừa gửi về từ Durban, Nam Phi. Đến hẹn lại lên, những ngày cuối năm này, các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới lại quy tụ tại hội nghị các bên của Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Hội nghị COP17 tại Durban thu hút sự tham gia của khoảng 20.000 đại biểu, một con số xấp xỉ kỷ lục 24.000 đại biểu tại hội nghị COP15 tại Copenhagen của Đan Mạch và gần gấp đôi số lượng đại biểu hội nghị COP16 vào năm ngoái tại Cancun, Mexico. Đến thời điểm này, kết thúc tuần đầu tiên của hai tuần hội nghị, các bên gần như vẫn ở vạch xuất phát khi thảo luận về tương lai của Nghị định thư Kyoto, nghị định thư duy nhất của thế giới cho đến nay về cắt giảm khí thải, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tranh cãi xoay quanh mâu thuẫn đã giằng dai nhiều năm nay về trách nhiệm của các bên trong cắt giảm khí thải trong giai đoạn mới, sau khi giai đoạn 1 của Nghị định thư Kyoto kết thúc vào năm 2012. Khi nhìn vào Nghị định thư Kyoto, tất cả các nước trong diện phải cắt giảm khí thải chỉ chiếm có 26% tổng lượng khí thải toàn cầu, trong khi tất cả các nền kinh tế lớn khác như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ lại không bị ràng buộc gì. Riêng Trung Quốc đã chiếm 24% tổng lượng khí thải toàn cầu rồi. Khoảng từ 70 đến 80% lượng khí thải carbon trong khí quyển hiện nay là do các nước phát triển xả ra. Các nước đang phát triển đã xả khí thải trong suốt quá trình công nghiệp hóa kéo dài suốt hai thế kỷ. Vì vậy, trách nhiệm lịch sử thuộc về họ. Bất đồng về mức độ cắt giảm khí thải và trách nhiệm của các nước liên quan đến quy định của Nghị định thư Kyoto, trong đó chỉ ràng buộc 37 quốc gia công nghiệp phát triển trong cắt giảm khí thải toàn cầu. Nghị định thư Kyoto thiếu vắng sự tham gia của hai nước phát thải nhiều nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Mỹ thì rút khỏi thỏa thuận này, còn Trung Quốc là nước đang phát triển và không nằm trong diện ràng buộc của Nghị định thư Kyoto. Và nay tiếp tục có thêm các nước lớn mong muốn chấm dứt Nghị định thư Kyoto và chuyển sang một thỏa thuận toàn cầu mới. Chúng tôi khẳng định cam kết của Canada, trong đó có một chương trình nghị sự về không khí sạch, nhưng Kyoto đã là quá khứ. Trong khi các cuộc tranh cãi vẫn kéo dài triền miên trong các phòng họp, thì khí hậu trái đất vẫn đang tiếp tục nóng lên. Theo cảnh báo mới nhất của Ủy ban Liên Chính phủ của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang dẫn đến những hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan, mưa dữ dội hơn, lụt lội nghiêm trọng hơn, và hạn hán cũng khốc liệt hơn. Một điều gần như chắc chắn là sự gia tăng tần suất cũng như cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan, với những ngày nóng thì cực nóng, rét thì cực rét, sẽ xảy ra ngay trong thế kỷ 21 này trên quy mô toàn cầu. Cụ thể là theo kịch bản, lượng phát thải khí nhà kính cao thì số ngày nóng nhất sẽ tăng gấp 4 lần trong vòng từ 30 đến 40 năm tới và tăng gấp 10 lần vào cuối thế kỷ này. Một hậu quả tất yếu của biến đổi khí hậu là nước biển dâng và chịu tác động nặng nề nhất sẽ là những quốc gia nhỏ nằm lọt giữa biển. Tại hội nghị Durban, họ là nhóm các quốc gia đảo nhỏ.
Hậu quả của biến đổi khí hậu sẽ là sự biến mất của một số hòn đảo nhỏ. Đó không phải là điều chúng tôi tìm kiếm. Lập trường của Liên minh các quốc đảo nhỏ đã rất rõ ràng. Trọng tâm của bất cứ thỏa thuận nào cũng cần phải dựa trên nguyên tắc. Không một quốc gia nào có thể mở rộng được nữa. Không thể ký kết một thỏa thuận mà trong đó hy sinh lợi ích của bất cứ quốc gia nào. Trước sự cấp bách của vấn đề làm chậm lại quá trình trái đất nóng lên trong bối cảnh các nhóm nước vẫn bất đồng sâu sắc, điều được trông đợi lúc này là một sự thỏa hiệp. Chúng tôi muốn kêu gọi rằng không nên vì chương trình nghị sự của quốc gia mà cản trở sự đồng thuận. Chúng ta cần học cách cho và nhận. Chúng tôi đang nỗ lực làm điều đó bằng cách tự nguyện giảm lượng khí thải và chúng tôi hy vọng các nước khác cũng sẽ thực hiện như thế. Tương lai của Nghị định thư Kyoto đang được đặt trên các bàn đàm phán tại Durban, bởi năm nay đã là năm cuối cùng trước thời hạn chót 2012. Durban sẽ là nơi quyết định khai sinh một thời kỳ cam kết mới hoặc là nơi khai tử bản Nghị định thư Kyoto. Có thể nói rằng trong tuần qua, Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Durban đã đi qua một nửa chặng đường một cách khó khăn và không có bước đột phá nào. Thực ra đây không phải là điều bất ngờ vì quan điểm của các bên còn quá xa nhau. Việc các nước đặt bút ký vào Nghị định thư Kyoto năm 1997 được coi là một thắng lợi đối với các nước đang phát triển vì trách nhiệm cắt giảm khí thải được ràng buộc vào các nước phát triển. Và các nước đang phát triển hiện nay vẫn đang mong muốn là tiếp tục bảo vệ thành quả này. Tuy nhiên sau 14 năm thì tình thế đã thay đổi. Mức độ khí thải từ các nước đang phát triển đang tăng lên nhanh chóng. Nó hối thúc các nước phát triển thiết lập một trật tự mới. Bên nào cũng có lý lẽ của riêng mình. Và điều đó khiến cho các hội nghị về biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cuộc đàm phán những năm gần đây, thường rơi vào bế tắc. Sức ép đang đè nặng lên hội nghị Durban. Và đó là lý do tại sao khiến cho những cuộc đàm phán tuần qua đã không đi đến kết quả như mong muốn. Thùy Trang, Đài truyền Việt Nam từ Durban, Nam Phi. Vâng, trên đây là những phản ánh cũng như là những phân tích của nhóm phóng viên của Đài truyền Việt Nam từ Durban, Nam Phi. Có thể thấy là những diễn biến trong tuần đầu tiên của hội nghị Durban cho thấy là hội nghị tiếp tục là nơi bộc lộ những mâu thuẫn gay gắt giữa các quốc gia về việc xác định trách nhiệm của các bên trong nghĩa vụ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Những mâu thuẫn này ngày càng khó có thể dung hòa khi mà nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế, đặc biệt trong một thời kỳ mà vấn đề kinh tế đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Một bối cảnh không thuận lợi của năm 2011 đã khiến Hội nghị Durban khó có thể là nơi tạo bước đột phá. Vào thời điểm sắp chấm dứt giai đoạn cam kết thứ nhất của Nghị định thư Kyoto, người ta đang nhìn thấy một tương lai mờ nhạt của văn bản quan trọng này, khi mà hầu hết những quốc gia chủ chốt liên quan tới mức khí phát thải đều không mặn mà với giai đoạn cam kết tiếp theo của nó. Ra đời năm 1997 và chính thức có hiệu lực năm 2005, Nghị định thư Kyoto là công cụ pháp lý duy nhất quy định các ràng buộc về con số cụ thể đối với các nước công nghiệp phát triển trong vấn đề phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Với 170 nước ký kết tham gia, Nghị định thư Kyoto được chia làm hai giai đoạn 2008-2012 và 2013-2020. Giai đoạn 1 quy định 37 quốc gia phát triển phải cắt giảm 5% lượng khí thải vào năm 2012 so với mức của năm 1990. Vào lúc Nghị định thư Kyoto sắp kết thúc giai đoạn 1, trong khi cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang cần một khuôn khổ luật pháp mới, thì thế giới tiếp tục bế tắc trong vấn đề này. Mỹ, nước phát thải khí hàng đầu, tiếp tục đứng ngoài văn kiện. Các nước công nghiệp khác không muốn phê chuẩn giai đoạn 2 của văn kiện này. Các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil không muốn cam kết sâu hơn. Lý do là bất đồng giữa các bên về việc xác định trách nhiệm giữa các nước công nghiệp cũ và các nước có nền kinh tế mới nổi về lượng khí phát thải. Với sự bế tắc này, câu hỏi về tương lai của Nghị định thư Kyoto cùng kỳ vọng giảm thiểu nhanh chóng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Như vậy, chúng ta có thể thấy là một bước tiến xa hơn cho Nghị định thư Kyoto là điều khó có thể nhìn thấy lúc này, nếu không muốn nói tới kịch bản xấu nhất là văn bản này có thể hoàn toàn bị xếp lại vĩnh viễn. Trong tuần qua, thì báo chí quốc tế cũng đã tập trung đề cập tới diễn biến Hội nghị Durban và tương lai của Nghị định thư Kyoto. Nhiều nguồn tin báo chí đã tìm hiểu về quan điểm của các nước lớn, những tác nhân quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Sau đây tôi xin điểm qua một số thông tin thú vị trên một số báo giúp chúng ta hiểu hơn về thế bế tắc của Nghị định thư Kyoto cũng như là tiến trình chống biến đổi khí hậu đầy khó khăn của thế giới. Có lẽ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ nước Mỹ, nước có lượng khí thải lớn nhất trên thế giới, nhưng đến nay thì vẫn đứng ngoài Nghị định thư Kyoto. Nhiều bài báo của châu Âu đã đi vào tìm hiểu thái độ của Mỹ hiện nay.
Tờ New York Times ra tuần này trong trang môi trường đã nhìn nhận hội nghị Durban là nơi bàn những vấn đề cấp bách nhưng triển vọng rất thấp. Tương lai của nghị thư Kyoto đang ngày càng mờ nhạt hơn khi các nước giữ quan điểm cách xa nhau. Bài báo nêu lại quan điểm của Mỹ là cần tính toán một sự công bằng trong trách nhiệm giữa các nước công nghiệp cũ và các nước có nền kinh tế mới nổi trước khi tính tới việc mở sang giai đoạn cam kết thứ hai của nghị định thư Kyoto. Bài báo nhấn mạnh tới xu hướng tập trung cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ở mỗi quốc gia như một bước đi quan trọng. Bài báo cũng trích ý kiến của ông Tom Stone, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ tại hội nghị Durban, rằng khí hậu là một vấn đề toàn cầu. Để mỗi quốc gia hành động, cần tạo sự tin tưởng rằng những quốc gia khác cũng cùng hành động trong một hệ thống chung. Trong bối cảnh hiện nay thì hành động hiệu quả nhất là cần tập trung vào những nỗ lực trong nước. Cũng có chung nhận định về triển vọng ít ỏi của hội nghị Durban, thì tờ Financial Times ngày 30 tháng 11 cũng đặt ra liên tiếp nhiều câu hỏi về nghị định thư Kyoto, những gì văn kiện này đã đạt được, về những gì có thể thành công tại Durban. Mặc dù đứng ngoài nghị định thư Kyoto thì các động thái từ Mỹ xoay quanh vấn đề chống biến đổi khí hậu vẫn được các báo quan tâm. Tờ The Guardian trong tuần qua đã có bài báo tiêu đề Tổng thống Obama kêu gọi sự thay đổi quan điểm của Mỹ trong hội nghị khí hậu của thế giới. Tuy nhiên, bài báo này cũng chỉ phản ánh phần nào quan điểm của người Mỹ và giới chính trị Mỹ. Cũng tờ báo này đã đưa thông tin về một cuộc điều tra dư luận rất đáng lưu ý ở Mỹ do Viện Gallup tiến hành đầu năm, đó là sự quan tâm của người Mỹ đối với vấn đề biến đổi khí hậu đang ngày càng thấp đi, thậm chí trong danh sách 25 ưu tiên chính trị của nước Mỹ thì vấn đề biến đổi khí hậu chỉ đứng gần cuối cùng. Vậy thì sự thờ ơ của người Mỹ với vấn đề biến đổi khí hậu có cơ sở hay không? Tờ Le Monde của Pháp đã có một bài viết khá hay với tiêu đề cũng rất ấn tượng, đó là Người Mỹ, Chúa Trời, Khoa học và Durban. Bài báo đã nói về một thực tế mà không nhiều người biết về nước Mỹ, đó là sự hoài nghi về vấn đề biến đổi khí hậu bao trùm Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số tại Hạ viện Mỹ. Những đề xuất liên quan đến việc đánh thuế khí thải đều bị đảng này bác bỏ tại Hạ viện và các chính sách về chống biến đổi khí hậu chưa bao giờ được chào đón tại đây. Những ứng cử viên tranh cử Tổng thống sắp tới đều tuyên bố sẽ không nhượng bộ trong vấn đề nóng lên của trái đất. Họ từ chối thừa nhận cơ sở khoa học mà cả thế giới thừa nhận, đó là sự nóng lên của trái đất là do con người. Bài báo đã đặt ra câu hỏi nhiều ngụ ý, phải chăng người Mỹ không yêu khoa học? Cũng trên tờ Le Monde thì đã đăng bài trả lời phỏng vấn của Đại sứ Pháp về đàm phán biến đổi khí hậu, ông Jacques Le Pentier. Ông này đã có bài trả lời phỏng vấn chi tiết về quan điểm của châu Âu trong vấn đề biến đổi khí hậu. Quan điểm của Liên minh châu Âu vẫn khẳng định một thách thức lớn nhất ở Durban lần này chính là sự cần thiết mở rộng trách nhiệm của Trung Quốc trong nỗ lực cắt giảm khí thải. Tuy nhiên, khả năng thúc đẩy sự tham gia của Trung Quốc và Mỹ trong giai đoạn cam kết tiếp theo của nghị thư Kyoto là không nhiều. Liên minh châu Âu đang phải phối hợp với các nước đang phát triển để gây ảnh hưởng tới Trung Quốc. Và một điều rất quan trọng được vị đại sứ của Pháp khẳng định là Liên minh châu Âu sẽ nỗ lực gia hạn nghị định thư Kyoto đến sau năm 2012 nhằm giảm lượng khí thải nhà kính, đồng thời mở đường tiến tới một thỏa thuận toàn cầu mang tính pháp lý bắt buộc. Như vậy là theo quan điểm của châu Âu thì sẽ có một giải pháp dung hòa cho vấn đề hiện nay. Không có câu trả lời còn hay là không còn nghị định thư Kyoto, hoãn lại thời điểm ra câu trả lời này cũng là một giải pháp lúc này. Và lúc này thì thế giới có lẽ là không thể không lắng nghe quan điểm của Trung Quốc, một bên rất quan trọng hiện nay. Một số trang mạng thời sự của Trung Quốc thì đã phản ánh sự không đồng tình với quan điểm của các nước phát triển. Họ đưa ra cơ sở cho thấy có sự không công bằng trong vấn đề này. Trang mạng News Xinhua.com đã cho rằng nghị định thư Kyoto đã đặt mục tiêu có tính ràng buộc về việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đối với các quốc gia phát triển. Nhưng đến nay, những mục tiêu đó lại không thể thực hiện được. Các nước phát triển đã tự đề ra các mục tiêu của mình mà nhìn qua thì có vẻ lớn, nhưng những phân tích kỹ thì cho thấy là bản chất của các con số đó không như vậy. Tình hình thực tế hiện nay đã cho thấy là các nước phát triển không những không thể đạt được mục tiêu này, mà ở một số nước thì lượng khí thải hiệu ứng nhà kính còn tăng hơn so với mức của năm 1990. Trong bối cảnh đó, các nước phát triển tìm cách né tránh bàn về mục tiêu cắt giảm khí thải giai đoạn 1, nhưng lại đưa ra mục tiêu trung hạn đến năm 2020 nhằm lánh nặng tìm nhẹ âm mưu làm thay đổi sự chú ý của công chúng. Trang mạng tờ Nhân dân Nhật Báo ngày 30 tháng 11 đã trích đăng ý kiến của ông Tô Vĩ, phó trưởng đoàn đại biểu của Trung Quốc tại Durban. Mặc dù ông cho rằng hiện lượng khí thải hàng năm của Trung Quốc đã vượt Mỹ, nhưng không thể đại khái mà nói rằng Trung Quốc chính là nước xả thải nhiều nhất thế giới, mà phải xem xét lượng khí thải mà Trung Quốc xả ra dưới nhiều góc độ, bao gồm bình quân đầu người, lượng khí thải đã xả ra từ trước đến nay, giai đoạn phát triển đặc biệt hiện nay của Trung Quốc, bởi vì giai đoạn phát triển của Trung Quốc không giống với các quốc gia phát triển. Nếu căn cứ vào lượng khí thải bình quân đầu người từ trước đến nay thì Trung Quốc vẫn ở mức thấp. Trang mạng China.com đã có đăng ký ý kiến của ông Chu Đại Nghĩa, Ủy viên Ủy ban chuyên gia về biến đổi khí hậu quốc gia của Trung Quốc cho rằng các nước phát triển chủ yếu là những kẻ rút lui trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và thiếu quyết tâm chính trị.
Trong khi đó, thì Trung Quốc rất chủ động và tích cực trong đàm phán với tư cách là nước lớn nhất trong các quốc gia đang phát triển và là nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới. Thì cộng đồng quốc tế hy vọng Trung Quốc sẽ gánh vác trách nhiệm lớn hơn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế các nước đều tăng trưởng chậm. Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng thì sẽ cho thấy là Trung Quốc sẽ không thể đưa cái vấn đề điểm sáng này, để vấn đề điểm sáng này trở thành một con bài mặc cả mà các nước phát triển vẫn đang sử dụng trong bàn cờ chính trị thế giới. Về vấn đề này thì Trung Quốc cho rằng cũng cần phải xem xét bình tĩnh, và tác giả Giải Chiến Hoa của bài báo trên đây thì cho rằng Trung Quốc sẽ tuân thủ một nguyên tắc là trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt. Trên đây là một số những thông tin mà phân tích mà chúng tôi cho là cần thiết để giúp chúng ta hiểu hơn về quan điểm của các tác nhân lớn có ảnh hưởng trong vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay, đồng thời hiểu được tại sao vấn đề này lại bị bế tắc trong nhiều năm và tại sao thế giới vẫn chưa tìm được câu trả lời cho tương lai của Nghị định thư Kyoto. Tất cả qua góc nhìn và phân tích của các bài báo. Còn sau đây, trong phần phỏng vấn khách mời của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề qua sự nhìn nhận của một người trong cuộc, người đã tham gia trực tiếp các phiên họp và quá trình đàm phán về biến đổi khí hậu trong nhiều năm. Khách mời của chúng tôi là ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bài phỏng vấn được phóng viên của chúng tôi thực hiện tại Durban, Nam Phi. Xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn Đài truyền Việt Nam. Thưa ông, hội nghị Durban lần này diễn ra trong bối cảnh là nền kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn và các nước, đặc biệt là các nước lớn, thì đều phải tập trung vào các vấn đề kinh tế của mình. Vậy thì những khó khăn kinh tế sẽ tác động như thế nào đến các cuộc đàm phán tại Durban? Ở trong bối cảnh mà có cái khủng hoảng về kinh tế toàn cầu hiện nay thì phải nói rằng có những tác động đến cái kết quả của cái hội nghị này, đó là cái kỳ vọng để có thể đạt được cái thời kỳ cam kết tiếp theo của Nghị định thư Kyoto sau 2012. Rồi nó cũng có những cái vấn đề tác động đến cái vấn đề về huy động để có thể thành lập được các cái nguồn tài chính hỗ trợ cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển, các nước nghèo, các nước bị tổn hại của biến đổi khí hậu. Thì đó là một trong những cái thách thức mà có thể dẫn đến khó đạt được cái sự đồng thuận ở cái hội nghị Durban lần này. Đã một năm trôi qua kể từ hội nghị Cancun đến nay, theo ông thì các nước đã đạt được những tiến bộ như thế nào trong cái cuộc đàm phán về trách nhiệm của các nước trong việc giảm khí thải? Phải nói rằng qua một năm từ hội nghị Cancun ở Mexico và đến nay là hội nghị ở Durban, Nam Phi, thì trong vòng một năm qua thì cộng đồng thế giới cũng đã đạt được một số các cái kết quả nhất định, có một số cái tiến bộ. Qua các cái vòng đàm phán mà chúng ta thấy là ở Thái Lan vào tháng 3 năm nay, rồi sau đó là ở Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 6 và gần đây nhất là ở Panama tháng 10. Thì trước hết phải nói đến là các cái tiến bộ đáng kể của cái nhóm công tác, đặc biệt về các cái hoạt động hợp tác dài hạn, là họ đã đưa được ra những cái văn bản để đưa ra tại cái hội nghị Durban năm nay làm cơ sở để tiếp tục thảo luận, đi đến thống nhất các vấn đề có liên quan đến chia sẻ quan điểm, liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, liên quan đến giảm nhẹ biến đổi khí hậu và những vấn đề liên quan đến tài chính, rồi chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực. Tiếp theo thì phải kể đến là cũng có những cái tiến bộ của nhóm công tác, đặc biệt về các cái cam kết của các bên nước phát triển thuộc phụ lục 1 của Công ước Khí hậu, mà gọi tắt là nhóm KP đấy. Thì cái nhóm này cũng đã đưa được ra những cái văn bản với những cái lựa chọn, những phương án khác nhau để các bên thảo luận tại hội nghị lần này, có liên quan đến cái việc hình thành cái thời kỳ cam kết tiếp theo của Nghị định thư Kyoto, có liên quan đến chỉ tiêu giảm phát thải của các nước, các vấn đề có liên quan đến kiểm tra rồi giám sát về cái phát thải của các nước phát triển, cũng như vấn đề về tư vấn và đánh giá quốc tế về cái giảm phát thải khí nhà kính của các nước đang phát triển mà thực hiện theo trong các khuôn khổ hoạt động tự nguyện. Vậy thì điểm bế tắc thì nằm ở chỗ nào ạ? Cái điểm bế tắc chính như tôi đã đề cập ở trong cái phần trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, thì cái vấn đề mà bế tắc chính ở đây, cái mấu chốt của nó, đó là cái quan điểm của các nước giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển về cái mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính định lượng như thế nào là công bằng, như thế nào là đủ và như thế nào là có thể là đảm bảo được nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này trong cái bối cảnh này. Thì nói chung là những cái quan điểm của các nước phát triển ấy, thì họ yêu cầu rằng là gì, trong cái thời kỳ cam kết tiếp theo thì phải có sự tham gia rộng rãi của tất cả các bên nước chứ không phải chỉ riêng họ. Với cái lý do là nếu mà chỉ có các bên nước phát triển thực hiện thôi thì cái lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu mà bị kiểm soát ấy, thì chỉ chiếm dưới 30%, không đủ để đảm bảo được cái việc là giữ cho nhiệt độ trái đất đạt được cái mục tiêu như IPCC đề ra. Và trong khi đó thì lại quan điểm của các nước đang phát triển, các nước nghèo thì cho rằng là các nước phát triển
phải có được các cái trách nhiệm mang tính chất lịch sử, bởi vì họ dựa vào cái nguyên lý và cái nguyên tắc của công ước là trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và phải có phù hợp với hoàn cảnh, năng lực của các nước. Thì như vậy họ nói rằng là như vậy các nước kia phải giảm hơn nữa, và họ quan ngại rằng gì, trong thời gian vừa rồi mặc dù đã có thời kỳ cam kết đầu nhưng qua các kiểm kê khí nhà kính và các cái thông báo quốc gia của các bên nước thuộc khu vực 1, tức là các nước phát triển, thì lượng phát thải của các nước này không giảm mà lại còn tăng tới 8% trong cái giai đoạn 1996 cho đến 2008. Và họ quan ngại rằng là nếu mà như vậy thì cái trách nhiệm lịch sử của các bên nước phát triển ấy, thì họ chưa đi đầu, họ chưa làm được nhiều. Và họ kỳ vọng rằng gì? Là các nước này cần phải sớm đưa ra những mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính định lượng để làm sao mà đến năm 2020 thì các nước này phải giảm tối thiểu là 40% lượng phát thải của họ so với mức năm 1990 và lên đến 90, thậm chí trên 90% vào năm 2050. Thì đấy là những cái kỳ vọng và những cái chúng tôi thấy rằng là rất là khó có thể mà đạt được trong cái vấn đề đưa ra được cái thời kỳ cam kết tiếp theo ở ngay tại hội nghị này. Trong bối cảnh hiện nay, các nước có thể kỳ vọng gì vào vòng đàm phán lần này? Hiện nay thì có thể là còn sớm bởi vì còn phụ thuộc vào cái vòng đàm phán tuần sau và những cái ngày của cuối tuần này. Bởi vì chúng ta biết rằng là các cái thực sự là cái hội nghị Durban này mới bắt đầu đi vào chính thức các cái phiên đàm phán từ ngày 30 thôi. Còn trước đó là những vấn đề về họp về khai mạc, mang tính chất về thủ tục, về tổ chức. Thì như vậy là nhưng mà chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là ở cái hội nghị Durban lần này thì tại phát biểu khai mạc của Chủ tịch COP thì bà đã đưa ra là mong muốn là cái mục tiêu của cái hội nghị này là làm sao phải giải quyết được, hoàn thành được các cái nhiệm vụ mà đã được COP 16 ở Cancun năm ngoái đưa ra, rồi những cái vấn đề liên quan đến các cái vấn đề về chính trị then chốt ấy, thì cũng cần phải được giải quyết, và làm sao đó ở Durban này phải đạt được một cái kết quả mang tính công bằng, rồi mang tính đầy đủ, rồi có thể là hiệu quả để thực hiện được trong cái giai đoạn tới của thời kỳ sau 2012. Vậy thì ông nhận định như thế nào về tương lai của nghị định thư Kyoto và triển vọng về một thời kỳ cam kết thứ hai? Qua một số các cái phát biểu của các đoàn và đặc biệt là của các nước phát triển ấy, thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà để đạt được ngay tại Durban này cái thời kỳ cam kết thứ hai của nghị định thư là hơi khó. Là bởi vì là cũng đã có những phát biểu nói rằng là chúng ta phải nhận định được là có khi là có được những cái khoảng cách, khoảng trống giữa hai thời kỳ cam kết, và EU cũng đã từng nói rằng là có khi phải đến năm 2015 thì khi đến đó thì cộng đồng thế giới mới có thể có được cái khung, có cái khuôn khổ pháp lý để cho thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính, và cái thời kỳ cam kết tiếp theo có thể là từ 2015 cho đến năm 2020. Đấy, thì như vậy là chúng tôi thấy rằng là cái sự mà để cho các nước phát triển họ thực hiện hơn nữa các cái mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính định lượng, và cái sự tham gia của các nước đang phát triển cũng phải thực hiện theo các cái dạng giảm phát thải khí nhà kính định lượng ấy, thì như vậy cũng còn phải cần có thời gian một vài năm nữa thì mới có thể đạt được. Mà ngay tại Durban này thì chỉ có hy vọng được là chúng ta đưa ra được một cái khung và được một số các cái vấn đề liên quan đến cái kế hoạch để thực hiện hoàn thành được cái kế hoạch hành động Bali mà đã được hội nghị các bên lần thứ 13 cách đây 4 năm đã đưa ra. Xin ông cho biết quan điểm của Việt Nam tại vòng đàm phán Durban. Chúng ta có quan điểm như thế nào về trách nhiệm của các nước trong việc cắt giảm khí thải cũng như trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu? Quan điểm của đoàn Việt Nam phát biểu tại hội nghị này, tại phiên họp cấp cao tuần sau do trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu, thì nó sẽ có liên quan đến 4 vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta tái khẳng định rằng nghị định thư Kyoto của Công ước Khí hậu vẫn phải tiếp tục, đó là cái cơ sở, là cái nền tảng để cho cộng đồng quốc tế trong cái cuộc chiến với lại biến đổi khí hậu. Bởi vì như nghị định thư Kyoto đã phải mất 8 năm kể từ khi mà phôi thai cho đến khi được cộng đồng thế giới chấp nhận vào để có hiệu lực vào năm 2005, đã phải mất 8 năm đàm phán. Thế thì như vậy là không lẽ gì mà tại thời điểm này, đúng không? Chúng ta đã có những ý kiến là một số ý kiến là đang muốn là thay thế nó, đúng không? Trong khi đó nó là một văn bản pháp lý hiện nay duy nhất để thực hiện, thì quan điểm chúng ta cũng thể hiện là muốn là nghị định thư Kyoto được tiếp tục, bởi vì nó có liên quan đến những vấn đề về chuyển giao công nghệ, nó liên quan đến những vấn đề về cam kết của các bên nước phát triển và những cái hỗ trợ của họ về tài chính, về chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, và trong cái vấn đề các nước mà bị tổn hại như Việt Nam, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta cũng đề nghị rằng là gì, cộng đồng thế giới cần phải sớm để thông qua được cái thời kỳ cam kết tiếp theo của nghị định thư Kyoto, việc thực hiện các cái quyết định, các cái vấn đề có liên quan đến cái kế hoạch hành động Bali
thì đấy là cũng là một trong những điều kiện tiên quyết trong cái vấn đề của cộng đồng thế giới để ứng phó với biến đổi khí hậu. Rồi thêm vào nữa thì chúng ta cũng biết rằng là cái việc giảm phát thải khí nhà kính của các bên nước phát triển và các bên nước đang phát triển thì nó khác nhau. Một bên là phải có những cái cam kết để giảm phát thải khí nhà kính bắt buộc, trong khi đó các nước đang phát triển vì cái phát triển kinh tế của mình thì sẽ thực hiện những cái biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mang chính chất tự nguyện. Và cái NAMA, tức là cái hoạt động giảm phát thải khí nhà kính mà phù hợp với hoàn cảnh quốc gia đó của các bên nước phát triển thì cần có sự hỗ trợ của các bên nước phát triển để thực hiện trong bối cảnh về tăng trưởng kinh tế, trong vấn đề phát triển bền vững, trong vấn đề về xóa đói giảm nghèo. Thì chúng ta cũng đề nghị rằng là cái phải phân biệt được cái hoạt động giảm nhẹ giữa các bên nước phát triển và các bên nước đang phát triển trong bối cảnh sắp tới. Rồi vấn đề cuối nữa, vấn đề thứ tư đó là có liên quan đến vấn đề về tài chính. Thì chúng ta cũng có một cái đề nghị là các cái quỹ như cái quỹ khí hậu xanh đó mà đã được ban đầu hình thành thì cần phải sớm đưa vào hoạt động vận hành. Rồi cái sự vận hành của cái quỹ của Ủy ban thích ứng, rồi cũng như các cái vấn đề có liên quan đến cái cơ chế về chuyển giao công nghệ sau 2012, những vấn đề có vấn đề về minh bạch về tài chính cho các nước đang phát triển trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu thì cái vấn đề đó cũng phải sớm được quyết định ở Durban. Đấy là một số vấn đề mà chúng ta nêu tại hội nghị lần này. Xin cảm ơn ông. Vâng, chúng ta vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam với ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng đoàn đàm phán Việt Nam tại hội nghị Durban Nam Phi, và chắc chắn là có được thêm những thông tin cũng như những nhìn nhận quan trọng về diễn biến của hội nghị này. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy ở Durban, ở Cancun hay ở Copenhagen và nhiều hội nghị khác nữa, vấn đề biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng môi trường và sự sống như thế giới đã nhận thức rõ. Nhưng điều này thì sẽ ngày càng bị tác động mạnh hơn bởi các vấn đề chính trị và lợi ích kinh tế quốc gia, điều sẽ khiến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ còn khó khăn và gian nan hơn nữa. Hội nghị Durban đã đi được nửa chặng đường chuẩn bị cho hội nghị cấp cao sẽ diễn ra trong những ngày tới. Mặc dù được dự báo là khó có thể có bước tiến lớn, nhưng ít ra trong 365 ngày của năm 2011, thì Durban trong hơn 2 tuần này chắc chắn sẽ là nơi thể hiện những nỗ lực lớn nhất của thế giới trước một vấn đề toàn cầu. Nếu như các phòng họp báo thì bao trùm bởi bầu không khí nóng bỏng cùng những cuộc tranh cãi căng thẳng, thì ở bên ngoài hội nghị, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, của người dân nhằm thúc đẩy nỗ lực chống biến đổi khí hậu cũng diễn ra sôi nổi và đầy ấn tượng. Tất cả cho thấy bên cạnh những vấn đề gai góc và đầy khó khăn thì cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vẫn đang tiếp tục tiến bước. Trong ít phút cuối còn lại này thì thay cho lời kết của chương trình, chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh đặc biệt tại Durban để ghi nhớ những nỗ lực bền bỉ không mệt mỏi của thế giới hiện nay trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, một thách thức to lớn đối với tất cả chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.